trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Quy chế của Bộ Giáo dục chưa có dành riêng cho trường này. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nghĩ là phải có một quy chế tạm thời của riêng cho mình. Chứ không thể là như phổ thông kia được. Cái lao động của thầy cô giáo thì bình thường cấp 2 là 18 tiếng, 18 tiết một tuần. Nhưng mà đấy chỉ có 12 tiết thôi. Bởi vì nó nặng nhọc. Thứ hai, lương bổng phải có ưu tiên. Đấy. Và đặc biệt là giáo viên là do tôi hoàn toàn quyền chịu trách nhiệm tuyển dụng, chứ không có ai can thiệp. Mà tôi cũng tự tin vào tôi là vì cái chung. Tôi phải nói ngay rằng là gần 40 năm công tác ở trong ngành giáo dục rồi, thì cái quãng 10 năm ở Năng khiếu Lê Thụy là những cái thời gian đẹp nhất của cái cuộc đời dạy học của tôi. Đối với tôi thì học sinh của trường Năng khiếu Thái Thụy là những học sinh vô cùng tuyệt vời. Mặc dù đã trải qua nhiều môi trường ở nhiều trường khác nhau, cho đến bây giờ khi mà đã sắp về hưu rồi, nhưng mà những kỷ niệm về học sinh của Năng khiếu Thái Thụy một thời vẫn cứ in đậm mãi trong trí nhớ của tôi. Cái tình cảm giữa thầy và trò, giữa trò với trò, nó có những cái tình cảm hết sức trong sáng và nó để lại những cái ấn tượng mà mãi mãi không bao giờ phai mờ, đặc biệt với những người thầy mà trực tiếp giảng dạy như chúng tôi. Đấy, và có lẽ là dù là chuyển đi công tác ở vị trí nào thì đấy cũng vẫn là một cái quãng đời công tác đẹp nhất của chúng tôi. Chung quy lại là cái thời ấy nó khổ nhưng mà rất vui, có nhiều cái lo lắng nhưng mà không biết buồn. Và có những lần mà tan trường khi mà thành phố lên đèn rồi mới trở về cái công việc của đời thường của gia đình mình, thì lúc bây giờ mới trở về thực tại, còn khi vào cổng trường thì là quên hết tất cả mọi thứ để dành cho cái bài giảng. Những người bạn ở khóa 77 của tôi thì đều có chung những cái cảm xúc ấy, hạnh phúc và biết ơn. Chúng tôi đều có những phút giật mình khi mà nhận ra rằng là mình đã đi xa đến thế khỏi những cái năm tháng ấy. Và chắc chắn là khao khát được trở về thì càng thêm thôi thúc, mãnh liệt. Tôi rất mong chờ đến ngày 30 tháng 9, ngày 1 tháng 10 để gặp lại được thầy cô, bạn bè cũng như tất cả các học sinh của trường Năng khiếu Thái Thụy. Bản thân em đang thực sự là háo hức, đang thực sự là muốn có một ngày tựu trường thật ý nghĩa, không phải ở tại Hà Nội như lần trước nữa, mà lần này sẽ tổ chức tại trường mình, nơi đã có rất là nhiều kỷ niệm, kỷ niệm ở trường này, ở khu nội trú này, và cũng có những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời ở bờ sông nữa, thì hy vọng là sẽ được sống lại những cái kỷ niệm lần này. Hiện nay số lượng truy cập trên trang thông tin điện tử riêng của khóa 76 đang đạt ở mức kỷ lục. Các bạn đang ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng nhau chia sẻ những tình cảm nhớ nhung, cùng một tâm trạng mong mỏi háo hức với ngày được gặp ngộ. Trong đó có những người bạn 30 năm nay đến bây giờ mới hẹn nhau gặp lại, và có những đôi bạn
giấu kín kỷ niệm riêng của mình suốt 30 năm nay bây giờ mới dần được hé lộ.